Kính thưa quý vị và các bạn, tháp Tùng cùng các cán bộ kỹ thuật xí nghiệp thủy nông những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi ghi nhận xuân sớm trên những cánh đồng của bà con nông dân. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, độ mặn đo được ở ngoài cửa cống Tầm Phương dao động từ 0,4 đến 0,6 phần ngàn. Đối với các cống Ba Trăm, Ngãi Hiệp và Ngãi Hòa, cường độ mặn cao hơn, có thời điểm đo được trên 1 phần ngàn phía bên trong cống. Năm nay, mặn xuất hiện từ giữa tháng 12 và đỉnh mặn sẽ rơi vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023. Hiện tại, các cống đã được đóng kín để ngăn mặn xâm nhập vào trong nội đồng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của bà con. Hiện tại thì thời điểm cận Tết thì chủ xí nghiệp thủy nông có quan trắc độ mặn ở phía trong cống, ngoài cống. Ở trong chỗ quốc lộ 54 trở vô thì độ mặn hiện tại thì nó nói chung dưới 1 phần ngàn. Còn phía đông quốc lộ 53 thì độ mặn nó có thể trên phần ngàn, như trên 1 phần ngàn. Ở tất cả chỗ cái cống như là Bà Trầm, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hòa thì độ mặn nó phía trong nó có thể trên 1 phần ngàn. Thời điểm cao nhất, mặn cao nhất ngay vào tuần rồi á, thì ở phía ngoài cống thì nó 7 phần ngàn, ở trong cống nó là 0,5, ngay tại cống Nghĩa Hòa. Thì mình từ đây tới, không phải tới Tết Nguyên đán mà hết mặn, cho đến hết mặn thì xí nghiệp thủy nông Châu Thành sẽ đi đo hàng ngày. Và cái độ mặn thì hiện tại nó giáp Tết thì do cái chiều cường nên độ mặn ở ngoài sông nó giảm. Từ đây tới sau Tết đến hết mặn thì độ mặn nó sẽ tăng dần. Vụ đông xuân 2022-2023, huyện Châu Thành xuống giống 11.900 hecta. Phần lớn các trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, cây lúa khỏe, dịch hại trên đồng đang được bà con nông dân quản lý tốt. Tuy nhiên, thời điểm Tết và sau Tết, khi cây lúa kết thúc quá trình đẻ nhánh tối đa và bước vào giai đoạn làm đồng, thì rất dễ mẫn cảm với nước mặn, sâu bệnh hại. Bà con nông dân cần chủ động kiểm tra nguồn nước trước khi bơm tát lên ruộng, quản lý tốt đồng ruộng để an tâm đón xuân, không lo dịch bệnh bùng phát và gây hại. Trong những ngày qua thì cái tình hình nước nó có cái độ mặn, thì phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như là đã phối hợp với xí nghiệp thủy nông huyện và trạm trồng trọt bảo vệ thực vật cũng thường xuyên là đi kiểm tra đồng ruộng, đo độ mặn và có cập nhật thông tin là cảnh báo khuyến cáo đến với các xã thị trấn để thông tin cho bà con biết. Trong những ngày mà chúng ta du xuân đón Tết thì bà con cũng cần lưu ý là thăm đồng thường xuyên để chủ động kịp thời trong cái việc phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là cái đậu ôn cũng như tình hình chuột gây hại, và theo dõi cái bản tin của địa phương khuyến cáo xung quanh cái tình hình hạn mặn để có cái chủ động trong cái sản xuất. Ông Trần Bá Du ở ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc theo dõi chặt chẽ ruộng đồng, phòng ngừa dịch hại bộc phát trên đồng, đặc biệt là tình hình nước mặn có thể rò rỉ từ phía ngoài cống vào nội đồng ảnh hưởng cây lúa. Ông chủ động thăm đồng thường xuyên, kiểm tra nguồn nước để chủ động xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến cây lúa và năng suất về sau. Đón xuân mới nhưng không quên đồng ruộng. Thì ba ngày xuân cũng sắp tới rồi, thì tới chừng đó người ta mình cũng phải là đi thăm đồng cận Tết đó. Thăm đồng rồi coi nước, nuôi chuột, bọng gì đó. Rồi mình gom anh em vòng vòng đó. Lại mình bàn cái biện pháp nào đó, du xuân thì du xuân. Nhưng mà ruộng đồng lúc nào mình rảnh Tết nhưng mình cũng ra mình đi một vòng. Để mình quản lý cho chặt chẽ để mà sau cuối vụ này mình thắng lợi hơn. Thì cũng cuối năm rồi, thì bà con mình chỉ hy vọng rằng gắng chăm sóc để mà sang năm thì trúng mùa trúng giá vậy thôi, chứ mình cũng không biết nói gì hơn. Trong không khí rộn ràng xuân mới 2023, thời tiết mát mẻ, đêm lạnh, sáng sớm có nhiều sương mù, trưa nắng nóng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành đã chủ động các biện pháp phòng trừ dịch hại trên đồng, khuyến cáo bà con nông dân thăm đồng thường xuyên, theo dõi khuyến cáo của ngành chuyên môn. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật hỗ trợ bà con nông dân theo dõi tình hình sâu bệnh, ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống trên đồng ruộng, đặc biệt theo dõi cường độ mặn để có vụ mùa bội thu. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, người nông dân không còn cần mẫn lao động khuya sớm trên thửa ruộng cánh đồng như xưa. Nhưng đã là nông dân, phải chăm bón, dung trồng để có mùa vụ bội thu. Để khi mùa xuân về, không khí mùa xuân mới đang rộn ràng trên nẻo đường, góc phố, hương xuân lan tỏa trong những ngôi nhà, mai vàng đang chớm nụ. Bên ly trà bàn chuyện làm nông,
với nụ cười tươi trên những gương mặt rám nắng. Hương xuân đến bên thềm nhà, trên những cánh đồng mùa xuân đến sớm.